Xin chào tất cả các chị em trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống. Ngày hôm nay Trang rất vui được gặp lại các chị em trong chương trình. Và hôm nay Trang xin phép được tư vấn cho chị em mình cách để chúng ta chăm sóc tóc đúng cách. Rồi là các cái nguyên nhân gây ra các cái tình trạng như là dầu bết hay là gau ngứa ở trên tóc của mình. Cũng như là Trang sẽ soi tóc trực tiếp để các chị em có thể thấy được cái sợi tóc của mình khi mà phóng đài lên nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần nắm được rằng là cấu trúc của sợi tóc sẽ gồm hai phần là phần nang tóc và phần thân tóc. Phần thân tóc thì nằm ngoài da và phần nang tóc thì nằm ở sâu vào lớp biểu bì của da. Trong thành phần sợi tóc thì có cái tuyến bã nhơn và chính cái tuyến bã nhơn này làm cho chúng ta có cái sự khác nhau về da đầu cũng như là tóc. Ví dụ những người mà có tuyến bã nhơn hoạt động mạnh mẽ thì sẽ có những cái mái tóc bệt, tóc dâu. Những người mà có tuyến bã nhơn hoạt động ít hơn thì sẽ có mái tóc khô. Và đối với nam giới thì sẽ ép tiết bã nhơn là nhiều hơn là nữ giới. Và khi chúng ta còn trẻ thì bã nhơn sẽ tiết nhiều hơn là khi chúng ta về già. Và nếu như mà chúng ta vệ sinh không đúng cách thì cùng với tuyến bã nhơn hoạt động mạnh mẽ nữa sẽ tạo ra những hiện tượng gâu ngứa ở trên da đầu của mình. Ở thân tóc thì sẽ có cả cái lớp biểu bì nằm ngoài cùng của sợi tóc. Lớp biểu bì này gồm các lớp keratin xếp chồng lên nhau. Trong quá trình chúng ta chăm sóc tóc, ví dụ như chúng ta sử dụng hóa chất này, chúng ta sử dụng các cái dầu gội công nghiệp nhiều này, rồi chúng ta sấy tóc này, chúng ta dùng nhiệt quá nhiều ấy, thì cái chất kít này nó sẽ bị khô đi và mất kết dính sợi tóc, tạo ra cả cái hiện tượng như là sợi tóc bị khô, bị trẻ ngọn. Vì vậy chúng ta cần phải rất lưu ý khi chúng ta sử dụng các cái hóa chất lên trên tóc cũng như là sử dụng các cái máy sấy tóc, công cụ làm tóc nhé. Bây giờ thì ta sẽ trực tiếp soi cái thân tóc cũng như là cái da đầu trên cơ thể của mẫu để mọi người có thể hình dung rõ hơn. Bây giờ ta đang sử dụng cái máy soi tóc có cái độ phân giải và độ phóng đại khá là cao để chúng ta zoom cận cảnh cái sợi tóc cũng như là da đầu lên. Ta nhận thấy ở da đầu của bạn mẫu là sẽ có một số cái mảng bám hay còn gọi là gâu, cũng như là một số vùng ở trên da đầu là bị ửng đỏ do là mình tác động vật lý như là gãi. Ở phần thân tóc mà không có nhuộm, không có tác động hóa chất ý, thì sợi tóc vẫn còn có cái tình trạng là sợi tóc bóng bẩy. Tuy nhiên là ở những cái phần thân tóc mà bạn đã tác động hóa chất ý, thì gần như cái sợi tóc đã mất đi cái độ bóng tự nhiên của tóc, cũng như là có cái hiện tượng là bị khô và trẻ ngọn rồi ạ. Khi chúng ta đã tìm hiểu về tình trạng tóc xong rồi, chúng ta đã hiểu về da đầu, về tóc của mình rồi, thì ra có một số gợi ý để chúng ta có thể cải thiện mái tóc này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải cải thiện từ bên trong, chúng ta sẽ phải cải thiện chế độ ăn uống của mình để cho chúng ta có một cái chế độ ăn uống đầy đủ vitamin và khoáng chất để nuôi dưỡng tóc được đẹp hơn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng cả cái dụng cụ tóc sử dụng nhiệt quá cao này. Và chúng ta sẽ phải gội đầu đúng cách nữa. Gội đầu thì mọi người đã rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Tuy nhiên là gội đầu đúng cách thì Trang nghĩ là sẽ có một số người còn chưa biết. Ví dụ như là chúng ta không nên làm dùng gội đầu bằng nước quá nóng. Nếu có thể hãy sử dụng nước lạnh để chúng ta gội đầu. Và gội đầu xong thì chúng ta cũng không nên làm dùng máy sấy mọi người ạ. Chúng ta nên để tóc khô tự nhiên. Và có một yếu tố nữa là khi gội đầu xong thì chúng ta tốt nhất là cũng không nên chải, để cho tóc khô tự nhiên. Và sau đó thì chúng ta có thể khi mà tóc khô hẳn rồi ấy, thì chúng ta sẽ chải bằng lược răng sữa thì sẽ tốt hơn cho tóc rất là nhiều. Và một yếu tố cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ phải hạn chế hóa chất lên trên da đầu cũng như lên trên tóc của mình bằng cách là chúng ta sẽ phải hạn chế những cái kỹ thuật có sử dụng hóa chất này. Rồi là chúng ta sẽ phải lựa chọn dầu gội chúng ta sử dụng hàng ngày đúng cách. Và chúng ta biết cách đọc thành phần của cả cái cặp dầu gội đấy để chúng ta lựa chọn như thế nào đó cho nó phù hợp với da đầu cũng như là mái tóc của mình. Trang mong rằng những kiến thức của Trang ngày hôm nay sẽ giúp cho chị em của chúng ta có thể hiểu hơn về mái tóc, về da đầu của mình, và sẽ giúp chị em có một mái tóc suôn mượt, đẹp và tràn đầy sức sống.